Thưa quý khán giả, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2024. Sáng ngày 28 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ tư, biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ 5 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo. Trước khi vào buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước vì dân, người luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Công đoàn Việt Nam trong 5 năm qua. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động, đóng góp quan trọng trực tiếp vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại buổi lễ, 10 cán bộ công đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đã được trao tặng giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ tư, 95 chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc được biểu dương tôn vinh.